chào tất cả các bạn, mình là Hồng Lan đây. Rất vui khi được đồng hành với tất cả các bạn trong chuyên mục chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Ngày hôm nay, Hồng Lan giải đáp thắc mắc của rất nhiều bạn đã inbox cho Hồng Lan rằng những biểu hiện nào dẫn đến thiếu estrogen và giải đáp cho những câu hỏi liên quan đến estrogen thì Hồng Lan sẵn sàng làm video để chia sẻ. Những biểu hiện để thiếu estrogen sẽ nhận ra là việc thiếu estrogen chính là khi mà nhiệt độ cơ thể tăng thì dẫn đến cái tình trạng là dễ bốc và mặt nóng bừng, tim thì đập nhanh, toát mồ hôi và ảnh hưởng đến giấc ngủ không được sâu giấc như ngày xưa. Việc ảnh hưởng này còn trực tiếp đến sức khỏe của chính chúng ta. Thứ hai nữa là tính tình thì thay đổi. Tính tình lúc này ở đây là khó kiểm soát cảm xúc hơn, có cái hiện tượng là hay cáu gắt, hay mất bình tĩnh, hồi hộp, lo âu và trầm cảm. Và vẻ bề ngoài cũng thay đổi theo, tức là phần bụng này thì còn tích mỡ, không còn thon gọn nữa. Ngực thì chảy xệ, da sạm, nám da xuất hiện và hiện tượng khô da, xuất hiện vết chân chim. Còn về sinh lý cũng bị ảnh hưởng theo, những biểu hiện để làm cho thấy là rất là rõ: rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, hiện tượng mất kinh, suy giảm ham muốn, khô âm đạo và đặc biệt là đau rát khi quan hệ tình dục. Rồi những biểu hiện về liên quan đến xương đó là chính là hiện tượng loãng xương, đau nhức xương khớp nhiều hơn. Còn một biểu hiện liên quan đến tim mạch, tim bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể bắt đầu vã mồ hôi, hồi hộp khó chịu, luôn luôn là cảm giác không bình tĩnh, rồi cao huyết áp, mỡ máu. Vậy là chỉ với việc là thiếu estrogen nhưng mà nó có rất nhiều biểu hiện cụ thể. Và nếu như bạn nào mắc phải một biểu hiện 1, biểu hiện 2 thì đấy chính là lúc các bạn đang bị thiếu estrogen. Việc bổ sung estrogen cần thiết nhất ngay lập tức đó là hãy bổ sung bằng việc ăn uống những thực phẩm có chứa estrogen. Chính là những thực phẩm liên quan đến đậu nành, như các chế phẩm từ đậu nành, hoặc là sữa đậu nành, hoặc là mầm đậu nành. Nhưng để hiệu quả nhất thì chính là việc các bạn sử dụng một sản phẩm mà Hồng Lan tin chắc rằng khi giới thiệu thì đó chính là một phương pháp tối ưu nhất. Bởi vì với dược lực collagen thì không chỉ là có collagen, không chỉ là có insulflavone, chính là tinh chất mầm đậu nành, sẽ giúp cho việc cải thiện nội tiết tố, giúp cho việc bổ sung estrogen được đạt hiệu quả. Và với việc là giới thiệu sản phẩm dược lực collagen như thế này thì Hồng Lan tin chắc rằng bạn sẽ có được một phương pháp cải thiện sức khỏe của chính mình. Hồng Lan rất vui và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Hồng Lan. Hồng Lan có một món quà dành tặng cho tất cả các bạn, đó là một cuốn ebook để chăm sóc sức khỏe sắc đẹp sinh lý nữ, giúp cho các bạn được đẹp hơn, tự tin hơn. Và đừng quên comment tôi muốn nhận để Hồng Lan có thể dành tặng cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.